Trong video ngày hôm nay, sàn kế toán xin giới thiệu đến bạn top 4 công ty dịch vụ kế toán tại Phú Yên. 1. Kế toán Phú Yên. Đây là địa chỉ tin cậy hàng đầu được rất nhiều đại lý, doanh nghiệp sử dụng. Kế toán Phú Yên chuyên cung cấp dịch vụ kế toán và đào tạo kế toán thực tế tại Phú Yên, được nhiều doanh nghiệp tín nhiệm và đồng hành trong suốt thời gian từ khi thành lập đến tận bây giờ. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán báo cáo thuế từ AS, gỡ rối và thành lập, giải thể doanh nghiệp. Đội ngũ nhân lực đông đảo, có trình độ chuyên môn cao, tự tin có thể giải quyết mọi vấn đề khúc mắc về báo cáo tài chính, thuế của doanh nghiệp. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Hòa Group. Nếu doanh nghiệp của bạn chưa kịp trang bị cho mình về chuyên môn kế toán hoặc thuê kế toán riêng thì Tâm Hòa Group giúp quý doanh nghiệp đảm nhiệm các vấn đề về dịch vụ kế toán trọn gói. Công ty là những kế toán có trình độ chuyên môn cao với kinh nghiệm đa dạng và có trách nhiệm trong công việc sẽ là nơi uy tín, địa chỉ đáng tin cậy khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói này. Nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho quý doanh nghiệp yên tâm dành trọn thời gian và tâm trí cho những chiến lược kinh doanh của mình, Tâm Hòa Group chuyên nhận dịch vụ kế toán trọn gói như sau: thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp, thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, kê khai thuế môn bài, làm thủ tục đóng thuế môn bài, lập các báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng, tính khấu hao TSCD và phân bổ các loại CCDC, lập các báo cáo gửi cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định, lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định pháp luật và quy định công ty, lập và nộp hồ sơ đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động, lập bảng lương hàng tháng của tất cả người lao động. 3. Kế toán Hà Nội Group. Kế toán Hà Nội Group là địa chỉ kế toán tin cậy với chi nhánh toàn quốc, là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ. Sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói, bạn sẽ được bảo mật thông tin, công ty sẽ chịu trách nhiệm khi để mất thông tin của khác, đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn theo quy định, tư vấn kịp thời các vấn đề liên quan đến thuế, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng, chịu trách nhiệm hoàn toàn về các năm thực hiện dịch vụ cam kết đồng hành ngay cả khi đã kết thúc hợp đồng. 4. TACVINA là gợi ý số 1 về địa chỉ kế toán uy tín tại Phú Yên. Thông qua dịch vụ kế toán, công ty sẽ tư vấn cho các chủ doanh nghiệp lựa chọn mô hình tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp, cũng như vận dụng chính sách kinh tế, tài chính, thuế trong hoạt động của mình nhằm tối ưu chi phí và tối đa lợi nhuận. Điểm mạnh của công ty: đưa ra những đánh giá của các chuyên gia kế toán, luật sư là những nhận xét khách quan, trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán sẽ giúp chủ doanh nghiệp phát hiện những sai sót trong công tác quản lý tài chính cũng như việc hạch toán của công ty. Cung cấp dịch vụ 24/7.